Mới đây, phía anh trai vượt ngàn chông gai đã công bố 6 cái tên tiếp theo tham gia show. Trong đó có nhiều nhân tố tiềm năng, hứa hẹn sẽ mang đến vô số điều thú vị cho khán giả. Trưa ngày 16 tháng 4, fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục công bố danh sách 6 nghệ sĩ góp mặt trong chương trình năm nay. Theo đó, ba anh tài đầu tiên lần lượt là nghệ sĩ nhân dân Tự Long, ca sĩ, diễn viên Trương Thế Vinh và ca sĩ Tăng Phúc. Gây bất ngờ nhất trong danh sách này có lẽ là nghệ sĩ nhân dân Tự Long, một gương mặt quá quen thuộc với những khán giả nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là người hâm mộ của chương trình Táo Quân. Việc nam nghệ sĩ đồng ý nhận lời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và sẵn sàng đối đầu với các đàn em tràn đầy năng lượng khiến công chúng vô cùng háo hức. Sự duyên dáng, hài hước của anh cũng là làn gió mới cho truyền hình thực tế này. Những cái tên còn lại như Trương Thế Vinh, Tăng Phúc cũng là màu sắc độc đáo đáng chờ đợi ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long xuất thân là một nghệ sĩ chèo và được biết đến nhiều nhất với vai trò nghệ sĩ hài trong các chương trình truyền hình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân, Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Còn Trương Thế Vinh từng hoạt động trong nhóm MB5. Bước đệm ca hát giúp anh chàng mở ra nhiều cơ hội trong nghề. Những năm qua, chàng trai này luôn chứng minh bản thân là nghệ sĩ đa năng khi tham gia diễn xuất, dẫn chương trình, người mẫu và là gương mặt quen thuộc của các game show. Tăng Phúc là cử nhân khoa kiến trúc nhưng chuyển hướng làm ca sĩ và bắt đầu nhận được sự chú ý qua các đoạn clip cover hit nổi tiếng. Sau đó, chàng trai trẻ tham gia một vài chương trình ca nhạc và trở nên nổi tiếng sau bản hit Chỉ Là Không Cùng Nhau kết hợp với Trương Thảo Nhi. Năm 2022, anh tham gia ca sĩ mặt nạ với mascot Chàng Lúa và ghi dấu thành công nhất định. Độ hot của bộ ba vừa lộ diện còn chưa kịp lắng xuống thì nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tiếp tục công bố Ray Mastic, Huy R và Phạm Khánh Hưng xác nhận tham gia. Ray Mastic gia nhập Space Speakers, tổ đội hip-hop đình đám nhất Việt Nam vào năm 2011 và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Qua từng năm, ông bố một con dần khẳng định tài năng của mình với hàng loạt bản hit triệu view có mặt trên top các bảng xếp hạng âm nhạc như Yêu Năm, Nến và Hoa, Lạc, Trên Lầu Cao. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn qua những màn kết hợp ấn tượng với các nghệ sĩ nổi tiếng như Cứ Chiêu Thôi cùng Suni Hạ Linh và Chilis, Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá cùng Tóc Tiên hay Nếu Như Một Ngày cùng Min. Về phần Phạm Khánh Hưng, bắt đầu hành trình nghệ thuật vào năm 22 tuổi. Giai đoạn 2005-2008 là lúc nam ca sĩ hoạt động mạnh mẽ nhất. Anh cũng chính là người đã tạo ra hàng loạt ca khúc làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt như Vì Sao Thế, Người Ra Đi Vì Đâu, Thật Lòng Xin Lỗi Em, Tình Là Thế, Xin Cho Tôi Được Yêu. Huy R được biết đến là một nam ca sĩ nhạc sĩ trẻ tài năng đã và đang chinh phục trái tim của đông đảo khán giả trẻ qua loạt ca khúc đình đám mang giai điệu nhẹ nhàng, ca từ mộc mạc cùng phong cách giản dị như Cô Gái Mét 52, Anh Thanh Niên, Cô Gái Vàng. Trong đó, bài hát Anh Thanh Niên xuất sắc nằm ở vị trí dẫn đầu top 10 ca khúc thịnh hành và được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020, đồng thời cũng là MV nổi bật nhất YouTube 2020. Với những nhân tố nổi bật kể trên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục cực mãn nhãn cho khán giả. Được biết, nhà sản xuất mua bản quyền của chương trình từ Trung Quốc, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 6 năm nay. Tại nước tỷ dân, chương trình Bản Nam của Đạp Gió có tên gọi Call Me Bify đã thành công tổ chức 3 mùa giải. Tương tự như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, format Bản Nam sẽ là nơi tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, doanh nhân, người dẫn chương trình hay nhạc công, có độ tuổi từ 30 trở lên.